Mình thưa quý bà con cô bác, mình toàn đang đứng tại các cái cầu tàu mà đi ra ngoài Cát Bà của Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và mình toàn đang đứng ở giữa cầu tàu, và trên cầu tàu thì này thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái tiếng cót két nghe rất là sợ ghê tai, giống như ở trong các cái phim kinh dị. Bởi vì nước sóng đánh thành là các cái sắt nó dao động, cái va chạm vào nhau nó cũng nghe tiếng cót két luôn. Và tại đây thì quý bà con cô bác khi mà chúng ta ra Cát Bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài Cát Bà. Đấy. Đây là các cái phao nổi, phao nổi của cầu tàu. Là các anh chủ thủ lái tàu. Đấy, chúng là con cô bác cảm nhận được tàu này bằng sắt. Ngày xưa là toàn làm đóng tàu, là kỹ sư đóng tàu, neo sắt. Đây, quý bà con cô bác nhìn thấy các cái xăm lốp này. Người ta dùng để làm như thế này để nó chống va đập. Và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan đây. Tàu nó sẽ neo đâu như thế nào thì quý bà con các bác nhìn cái cảnh này để biết cái cách tàu neo đâu. Khi mà tàu neo đậu là nó hay va chạm vào các tàu khác như thế, chính vì thế mà người ta hay treo các cái phao, các cái lốp. Và đây là thả dây, đây là cái neo tàu. Đây là các cái neo tàu. Đây là phía tàu sẽ cập bến. Khi tàu cập bến thì quý bà con cô bác cũng có thể thấy được các du khách đi theo cầu tàu và đi lên. Khi mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này quý bà con. Đấy, các neo tàu này. Đây là các ổ điện ba pha. Đây là người nước ngoài với bà con. Con gái đi rung lắc cả cầu tàu ấy nhỉ. Úi giời, úi giời.
Đây, trong tàu thì Minh Toàn sẽ có dịp mà gửi đến quý bà con cô bác những cái hình ảnh ở phía trong những con tàu này. Hôm nay Minh Toàn chỉ là đi phía ngoài thôi. Minh Toàn cũng xin gửi lại cái hình ảnh này đến quý bà con cô bác. Đây, con tàu này là mới đưa du khách từ ngoài Cát Bà và du lịch ở trên Vĩnh trở về với đất liền. Khi về đất liền thì sẽ bắt các cái cầu tàu này để cho quý bà con cô bác đi từ tàu đi lên. Đây là cái cầu tàu, và tàu nó chỉ là bắt đi để áp sát vào cầu tàu thôi, chứ nó không vào sát đây được, bởi vào sát đây thì nó bị vướng vào cái lạch rồi. Em nên thưa quý bà con cô bác, đây là những cái cảnh mà ở Tuần Châu, ở trong bán đảo Tuần Châu. Trong này thì có các cái ở đây, ví dụ như các đây là các cửa hàng mà sẽ bán nước cho quý bà con. Chúng ta uống nước nghỉ ngơi thì chúng ta vào ở trong cái khu này, khu nhà này. Ở đây thu hút rất là nhiều khách du lịch nước ngoài, như đằng trước quý bà con cô bác là một số cái khách du lịch nước ngoài. Em gái này cũng khá là cao, phải 1m70 đấy. Về với Tuần Châu thì quý bà con cô bác cảm nhận được cái sự sạch sẽ và không khí ở đây, đến cái cả cái sọt rác thì rất là đẹp. Đây, toàn bộ đây là những cái, không phải là toàn bộ các con tàu mà đây là một số cái con tàu để giúp bà con cô bác chúng ta di chuyển ra Cát Bà và cũng như là ra ngoài Vĩnh. Anh ơi, các cái tàu này là ra Cát Bà hay là ra Vịnh Hạ Long này? Ra Vịnh Hạ Long. Ra Vịnh Hạ Long. Có ra được Cát Bà không ấy? Nếu mà có cách đặt đi Cát Bà thì cũng đi. À vâng. Còn đây là ra Vịnh Hạ Long. À vâng. Cảm ơn anh. Đây là những con tàu mà đi ra Vịnh là nhiều quý bà con ạ. Và Minh Toàn xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu. Thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại bán đảo quốc tế Tuần Châu, và hôm nay Minh Toàn đang xem cái con máy bay này nó xuống nước, một điều mà Minh Toàn bây giờ mới được nhìn thấy, rất là lạ. Wow, con này đi xuống nước rồi.